tôm gác lại đi. Ok. Có máy nào không? Không biết. Đồ ba máy xa sống được ra hay thiệt á. Nhưng mà có một điều thiếu sót mà các anh em nghệ sĩ ở đây còn quên. Ngày hôm nay mình tri ân tổ nghiệp, mình còn tri ân các thầy cô giáo đã truyền lửa nghề cho mình, đã dạy dỗ cho mình nên người. Và hôm nay Tiểu Quốc xin đại diện tất cả anh em văn nghệ sĩ ở đây, những anh em nghệ sĩ trong trường sân khấu, những anh em nghệ sĩ trong sân khấu Thế Giới Trẻ và toàn bộ những anh em nghệ sĩ đã tới dự buổi lễ cúng tổ của Thế Giới Trẻ ngày hôm nay. Chúng em được xin kính chúc tất cả quý thầy cô đã truyền lửa nghề cho chúng em. Chúng em xin kính chúc quý thầy cô lúc nào cũng vui vẻ nè. Ngày nào cũng mạnh khỏe để truyền lửa nghề mãi mãi cho tụi em. Và xin kính chào. Đúng là thiệt là diễn viên trẻ nói những lời rất là trẻ trung mà. Dạ. Gì vậy? Ai bạn lắm đấy. Người ta bị stress, làm phim người ta stress chứ không phải là ăn lắm đâu. Người nghệ sĩ như này người ta không có ăn gì nữa, không có mập lên đấy. Anh em stress mập, anh cũng stress là sao? Em stress mập, em có nguyên công việc này. Em ngủ nghỉ cho tập thể dục này. Em không ăn nhiều. Em bị stress. Em nói là em có nói chuyện với những quay nữa. Ừ, rồi